Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Phi Phi quay cảnh biển Huntington Beach cho quý vị xem nha. Buổi chiều hoàng hôn nó đẹp như thế nào. Mặc dù là ngày mai là bão vào đó các bạn, nhưng mà dưới biển mọi người ăn uống rồi chơi thể thao cũng rất là đông. Các bạn thấy biển ở Huntington Beach đẹp không quý vị? Những tòa nhà cao tầng. Trên đó là quán bar, người ta lên đó ta chơi, ta nhìn xuống hoàng hôn rất là đẹp ha. Phi quay toàn cảnh một vòng ở biển Huntington Beach cho quý vị xem nha. Thưa quý vị, cái này là trong xe mà Phi chuẩn bị cho ngày mai này quý vị, sẽ có chuối nè. Đó, có chuối ăn cũng đỡ no lắm, chuối nó có năng lượng thì ăn cho đỡ no. Rồi có quýt, không biết là quýt ngọt không, lát nữa ăn thử một trái thử, lát nữa ăn thử một trái thử nha. Còn cái này là nước nè, thì có chip nè quý vị, có nước ngọt đó, rồi có bánh trái giống như là hồi sáng Phi quay vậy đó. Thì bây giờ Phi đã bỏ hết vô trong xe rồi, còn ở phía trước nữa quý vị đó, còn đây là ở phía trước nữa đó. Thì ngày mai sẽ cố gắng đi phát cho các anh em vô gia cư ha, vượt bão ha, cùng nhau vượt bão nha các anh chị em nha. Mặt trời gần lặn rồi quý vị ơi. Bây giờ Phi Phi sẽ đi xuống biển nha, xuống biển quay cho các bạn xem là mọi người chuẩn bị bão như thế nào, chuẩn bị phòng tránh bão như thế nào nha quý vị nha. Tại vì lúc mà ngày xưa mà Phi ở Việt Nam á, người ở Nha Trang họ đi ra biển để họ đón bão, họ coi bão. Còn ở bên Mỹ này thì để xem thử nó có khác gì với bên Việt Nam không nha các bạn. Phi thì Phi thấy chưa thấy gì là lạ hết ha. Thấy mà xa xa kia là mọi người chơi bóng chuyền và tiệc tùng nướng barbecue. Thưa các bạn, mặc dù đây là biển Huntington Beach nổi tiếng ở Nam Cali, mà Phi lúc trước Phi đi á, Phi thấy có rất là nhiều người vô gia cư, người homeless, người da trắng. Cho nên là bây giờ nhân tiện mà Phi đi xuống quay cảnh bão á, thì Phi đem theo một ít, trong này có chip với lại khúc rồi nè, để đem cho họ luôn. Nếu mà có thì cho họ luôn nha quý vị nha. Trời lạnh lắm quý vị, cho nên là phải khoác áo. Excuse me, I have some food for you. I just had a meal. Thank you. That's appreciated. You keep the meal. Meal? Yeah. Be generous with others. Thank you. That's being blessing. Thank you. You don't need. I'm all right. Thank you. Okay, thank you. Yeah, pero no para Mike, para un bro. Está en el restroom. Un minuto, ya finish the restroom. Hello. Yeah. I have some food for you. Well, yeah, thank you. Thank you, eh? Thank you. En la pier, a lo mejor va a haber más bros, más tipos de en la pier, en las pier, yeah. Thank you. Welcome. In addition, happy day. Happy night. Bye bye. Thank you.
Thưa các bạn, ở đây thì khi mà buổi chiều mình đi ra biển, mình thấy có những người, đặc biệt là người Mễ, họ hay đi ra ngoài những nơi công cộng, họ vui chơi lắm. Cho nên là mình thấy ở đây là họ có cái chỗ để họ đốt lửa. Thì gia đình họ ra đây họ nướng hoặc là họ đốt lửa cho nó ấm. Các bạn thấy đó, mọi người ở đằng kia vẫn sinh hoạt rất là bình thường. Không có một cái gì để gọi là sợ hay là chuẩn bị cho đón bão ngày mai Hillary cả. Mọi người vẫn nướng đồ ăn, vẫn đưa gia đình con cái ra ngoài này nướng barbecue. Và có những cái trại nhỏ nhỏ nữa các bạn. Và đằng kia mình thấy những bạn trẻ là chơi bóng chuyền. Các bạn thấy đó, rất là dài tới đằng kia luôn, chứ không phải là ít đâu, rất là nhiều. Phi nghĩ là hôm nay mọi người ra đây, thứ nhất là cuối tuần hoặc là người ta ra chờ bão hay sao á. Chứ còn mấy lần mình cũng đi ra nhưng mình không thấy mọi người có những cái hoạt động mà nhiều như thế này nha các bạn. Thì đó là mình quay cho các bạn xem là ở Nam Cali này, bão sắp vào thì cái sinh hoạt ở đây như thế nào. Mình thấy dường như là mọi người không có gì là tỏ vẻ là sợ hay là lo lắng gì cả, mà dường như là họ đang nao nức để chờ đón cơn bão tới. Mình nghe thì giống như là lúc mình ở Nha Trang cũng vậy các bạn. Mọi người ngạc nhiên là tại sao người Nha Trang khi mà bão tới thì mọi người ra biển để mà đón bão, chứ không có như những cái vùng khác là họ sợ bão. Ở đây mình cảm giác như là mình đang ở ngay quê hương của mình vậy các bạn. Khi mà trời chuẩn bị bão đó thì chắc chắn là không khí sẽ lạnh hơn thường ngày rồi. Thường ngày thì khi mà ra gần biển là Phi cũng thấy lạnh lắm, nhưng mà gần bão thì chắc chắn sẽ có những cái luồng khí lạnh đi vào. Nhưng mà ở đằng xa kia Phi thấy là các em trẻ vẫn mặc đồ bikini. Mấy em này rất là khỏe ha. Có thấy gì là bão đâu các bạn, đằng kia kìa. Phi đọc tin tức thì có những cái vùng biển á, thì người ta cào đất lên quý các bạn. Có những cái vùng biển ở Nam Cali này họ ủi đất lên để mà tạo thành một cái rào chắn để cho sóng nó không có vào, hoặc là hạn chế đi cái sóng, tại vì ngày mai sóng sẽ rất là lớn, mưa to và gió cũng mạnh hơn và sóng cũng lớn nữa. Cho nên là, nhưng mà biển hình tinh tinh biết này thì Phi không thấy những cái rào cát đó để họ ngăn cái sóng lớn vào. Phi chưa thấy cái gì hết các bạn. Nhưng ngày mai thì 6-7 giờ sáng là bắt đầu đã có mưa rồi, thì không biết là ngày mai họ có bắt đầu đẩy cát lên để tạo những cái ụ cát để tạo thành một cái hàng rào hay không nha. Bây giờ mình mời các bạn đi một vòng xem là mọi người ở đây sinh hoạt nha. Họ cắm trại, họ dựng lều, họ nướng, họ đốt lửa đó các bạn, cho nó ấm. Rất là nhiều luôn các bạn. Nó dài tuốt đằng kia luôn đó. Sau khi mà mình tắm ở dưới biển lên thì họ có những cái chỗ, cái vòi nước để mà mình tắm lại nước ngọt các bạn. Thưa các bạn, hôm trước ở trên cái cầu đó thì Phi có gặp một người đàn ông da trắng, thì ông là thiếu tá không quân, lái máy bay B-52 đó quý vị, và trong chiến tranh Philippines và Việt Nam. Nhưng mà
ông ấy lại là bây giờ trong tình trạng vô gia cư quý vị. Thì bây giờ Phi Phi sẽ quay lại xem là ông ấy còn ngồi ở trên đó không nha. Nhìn giống như Hòn Vọng Phu không các bạn? Xa xa trên đồi cát có hai người hôn nhau đó các bạn, dễ thương ha. Các bạn còn ở trong đây là cái chỗ cứu hộ nè các bạn, là ở ngoài kia có cái gì là họ sẽ ra họ cứu hộ ngay. Các bạn có nhiều chiếc xe cứu hộ họ chạy xe trên cát nè các bạn. Thì nếu như mà ở dưới biển mà có những cái trường hợp nào mà cần cấp cứu đó, chẳng hạn như chết đuối hay là gì đó, thì họ sẽ có mặt ngay để mà họ cấp cứu. Thậm chí ở trên này họ chạy thêm xuống dưới nữa, những cái cano họ đi xuống dưới biển để họ hỗ trợ với nhau để họ cấp cứu những người mà gặp nạn trên biển các bạn. Các bạn, đây là xe cảnh sát. Xe cảnh sát ở Huntington Beach lúc nào cũng có xe cảnh sát tuần ở trên biển này hết các bạn. Mình thử nó có lọt ở trong cái này không nha. Nó giống như bóng rổ quá ha các bạn. Mình thử nha. Ủa phải vậy không? Phải vậy không? Hay là mình quăng vô? Mình quăng nhở? Đâu có tới đâu. À nó tới. Tới. Không phải quăng vô. Ủa da, sao mà mạnh bạo quá vậy? Ủa da, sao mà cao quá vậy? Ủa da. Ủa da, không có cái nào hả? Ủa da, you try? I can try, yeah. I can try, only I can try. Wow. Again. Mấy người này không có thấy lạnh các bạn. Wow. Wow. Oh yeah. Nó tới, bạn tưởng không tới nhưng mà nó tới. Oh. Với lại cái sợi dây nó cũng giật lại các bạn, cho nên là nó cũng khó chính xác. Tại vì nếu không có giật lại á, nếu không có sợi dây thì nó sẽ móc cái banh. Ok thôi mình đi nha. Ông này là ông nhìn con mắt của ông có hồn lắm các bạn. À, nói mình là nhìn vô trong camera hả, xong rồi cười hả. Camera là cái nào đâu? Mình cười thì ổng có cười lại không? Ổng nhìn mình cái mặt ổng sợ quá. Hello. Cái ánh mắt của ổng nhìn thấy sợ lắm các bạn. Thôi mình đi đi. Đó, họ bán những cái lưu niệm của Huntington Beach các bạn. Đây là vụ con nít nè. Đây là vụ con nít nè các bạn. Một đám chó con. Đó, bên này cũng vậy, cũng là một cái shop. Bên này cũng là một cái shop các bạn, để mà mọi người tới đây chơi. Mọi người tới đây chơi để mà mua cái lưu niệm Huntington Beach mang về ha. Rồi, còn đây là xe của đội cứu hộ. Đó. Đẹp các bạn ha. Rồi mình đi qua bên này nha. À các bạn ơi, mình thấy em Phụng rồi. Lần trước á là mình tới mình thấy em Phụng đàn violon rất là hay. À, em nói được tiếng Việt nhiều không?
So I understand Vietnamese, but I don't speak it. Chỉ là hiểu tiếng Việt thôi nhưng mà nói thì không được nhiều hả? I grew up in California, so I never learned the language. My parents speak Vietnamese, but I can only understand. I can't really like speak Vietnamese, unfortunately. I wish I did. Chỉ biết em người Việt là tại vì thấy em có tên Phụng á. That's right. That's right. I am Vietnamese. Okay. Chị ủng hộ em ha. Thank you. Chị biết tuổi em được không? Còn trẻ quá chừng luôn. I'm 26. 26 tuổi hả? Rất là trẻ luôn. Nhìn em giống như là mấy em Hàn Quốc á. Ok, chị ủng hộ em nha. Thank you so much. Cảm ơn em. Rồi. Bye bye em. Bye. Phi thấy có một chú người Việt biển ở đây á, là người Việt của mình ra ngồi này câu cá rất là đông từ sáng sớm cho tới khuya luôn các bạn. Thì Phi sẽ tới đây coi chú hôm nay chú câu được nhiều cá không nha. Con chào chú. Có cá mua không? Đó cá được. Cá đó hả chú? Chú đang câu cá hả chú? Chú đang làm gì đó? Đang bắt mồi câu. Chú đang làm mồi câu là mồi sống luôn lên luôn đó, hả chú? Mồi hồng tía, mồi mất sổ á. Tức là nó câu lên xong mà chú mình móc mình câu đó. Nhưng mà cá câu lên xong mà chú làm rồi chú thả xuống chú câu. Hả? Hay là ở nhà đem theo? Okay, cá sống rồi cá. Dạ. Chú ơi, ngày mai bão chú có biết không? Mai bão mang đi được. Dạ. Mai bão mới cần đi câu được. Ngày mai bão không có đi được hả? Ngày mai bão nhưng mà bây giờ mình câu nó có cá không chú ơi? Biển động nó có cá không? Không hả? Bão nướng sao đi, bão nướng hay là kè nướng lắm. Vậy rồi cháu có thể nói chuyện với chú, cháu quay hình được không? Quay hình hả? Dạ. Quay hình là chú phim Việt Nam vậy đó. Được hả? Ok, cho phép cháu gắn cái này lên đây nha. Rồi cháu chú với cháu nói chuyện nhiều hơn ha. Trời, nắng câu cá nó chết đi. Đâu có sao đâu, để chờ cháu một chút. Tại vì bão quá cho nên là muốn ra ngoài này coi thử bão ở bên này thì người Việt mình là như thế nào. À, chị Việt Nam hả? Dạ đúng rồi, cháu người Việt nè. Rồi biết ở Việt Nam qua đây hả? Không, cháu ở đây chứ. Đặt và ra truyền hình không? Dạ không, cái này là YouTube của Phi Tạ. YouTube. Dạ, chú về chú coi Phi Tạ. YouTube mọi thứ là có đấy. Dạ. Cháu giờ chú xin lỗi, cháu có thể biết tên chú được không? Chú là Nguyễn Văn Sang. Chú Sang, chú ở ngay Nam Cà, ở Westminster không chú Sang? Chú ở Grand Row á. Chú ở Grand Row, cháu cũng ở Grand Row. Chú Sang là chú câu cá mỗi ngày không chú Sang? Chú Sang mỗi ngày. Chú câu mỗi ngày là chú câu vào buổi tối? Buổi chiều 4, sau 4, sau 4 giờ đi. Chú câu như vậy là về chú ăn hay là chú bán? Bán. Ồ bán chứ chú ăn không ăn. Chú nhiều chú bán không? Nhiều quá, nhiều đến độ là bán luôn ha các bạn. Một ngày chú bán như vậy thì được bao nhiêu tiền chú Sang? Có khi 20-30 đó thì theo. Nhiều là nhiều. Vậy thôi. 20-30 thì kiểu như cho vui vậy thôi. Cho vui vậy. Giải trí. Thì chú đi câu như vậy thì bạn bè chú có đi câu hay là có, chỉ một có, mình hôm nay ít người ít nhà đi mà trời nóng người ta ra nhiều lắm. Trời nóng ra nhiều. Người Việt ta câu nhiều lắm. Dạ, cháu mới thấy là người Việt câu rất là nhiều. Bên đây là hôm nay là chú được bao nhiêu con cá rồi chú Sang? Trong thùng, tức khoảng mười mấy con á, mười mấy con cá đủ cho trong thùng ra. Dạ, ai là người mua cá đó chú Sang? Người Việt thì mua mà. Họ ra đi họ mua hay là chú ra chợ chú bán? Người ta đây mua. Còn nếu họ không mua thì sao? Không mua mình đưa về nhà ăn cho người ta, cho anh bà con. Bà con. Nếu họ mua thì 20-30 vậy thôi. Đúng rồi. Chủ yếu là chú câu là để giải trí. Giải trí đúng rồi. Không đến biển cho khỏe. Đa số là người Việt của mình ra đi câu là để giải trí, các bạn còn ăn chỉ là chuyện nhỏ, tại vì chú mọi người họ ăn mỗi ngày rồi cho nên là cũng ngán, cho nên là ai cần là cho, ai thích là cho. Thậm chí có nhiều người họ nhà của họ có những cái việc hữu sự gì đó, họ muốn phóng sanh, ra ngoài này xin cá phóng sanh mấy chú cũng cho luôn, câu lên rồi thả xuống luôn quý vị. Dạ. Cháu có thể biết là chú câu ở đây bao lâu rồi chú Sang? Câu quá trời, tôi 30 năm rồi. 30 năm nghề câu cá. Ở Việt Nam thì chú Sang ở đâu ha? Chú Sang ở Vũng Tàu, mình đã Vũng Tàu. Chú ở Vũng Tàu. Dạ. Dạ, chú Sang ở Mỹ lâu chưa chú Sang? Chú 48 năm rồi. 48 năm, chú đi từ sau 75 là chú đã đi rồi. Trước đời, trước cũng chạm vô. Rồi cứ đi câu như thế này, với lại chú hút hít cái không khí trong lành, nó cũng làm cho mình khỏe chú. Đúng, khỏe mạnh rồi ngủ ngon lắm. Ngủ ngon mà vui. Uống thuốc rồi. Vui. Thích ngủ. Ngoài cái việc câu cá thì chú Sang có làm gì thêm không? Có, chú đi làm việc đứa mà sinh bông cái đường á. Dạ, dạ. Chú bị hưu rồi mà chú đi làm á. Dạ. Dạ, chú cũng có công việc rồi, chú đi câu như dạ, thế này để giải trí. Câu giải trí cho nó dạ, chú Sang. Đặc biệt là khỏe cho nó. Ngày mai chú có câu không?
Mai bão chung đi à? Mai bão chung đi. Không đi. Nhưng mà hôm này thì ngày mai bão, nhưng hôm nay biển như thế này chứ có thấy chân biển động không? Không, biển này quá còn hơn là hơn hôm qua. Hôm qua gió lắm. Hôm qua thì gió. Hôm qua sóng gió, này đỡ, này vẫn lại rồi. Nhưng mà con thấy những ngày thường biển nó sóng nó cũng như thế này chứ. Đúng rồi. Chứ ngày hôm nay con không thấy sóng gì đặc biệt hết. Không có sóng mấy. Không thấy biển động đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Giờ hôm nay là gió sóng lớn mà đâu có gió sóng gì đâu. Dạ. Hôm qua thì trước khi bão thì không, hình như là trước khi bão là biển nó im lắm các bạn. Đâu, bão. Trước khi bão biển rất là êm. Đúng rồi. Cho nên là khi mà trước khi bão nha, mà biển thật là êm, không khí thật là êm á, là người ta nói sau đó là bão rất là lớn các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy ở đây là vẫn có chuyển động đó, nhưng mà điều này ít thôi. Đúng rồi. Dạ. Ngày mai bão hay bão lớn, bão hay là kèn nữa đó mà. Bão lớn hả chú? Bão lớn thì mới như nhà phoi ra, mình ta bão mưa sập nó bãi nhà bãi cửa luôn. Không, ở đây nè, ở đây thì đâu có bão đâu chú sang. Rồi đấy cũng bão, mà bão không nổi mà nó phá nhà bãi cửa đấy. Không có phá nhà bãi cửa. Mưa chỉ nhiều, mưa thôi. Được ngập thế thôi. Dạ, ngập nước dạ. Không biết là ngày mai là bão như thế nào, cho nên là hôm nay tụi cháu cũng có những cái phần thức ăn cho mấy anh em khu gia cư đó, tại vì ngày mai không ai ra ngoài đường, cho nên là người vô gia cư họ sẽ không có thực phẩm, cho nên là sau cái buổi quay này thì tụi cháu sẽ sắp xếp đồ ăn ngày mai đi phát sớm cho mấy anh em vô gia cư. Yeah. Tốt. Dạ, nếu mà chú có coi YouTube thì chú có thể vào coi cái kênh của cháu là Phi Phi Tạ. Phi Phi Tạ. Phi Phi Tạ. À, Phi Phi Tạ. Dạ. Dạ. Quý vị, như chú Sang nói là biển hôm nay thì không có động nhiều, và ngày hôm qua mới động nhiều. Nhưng mà nếu như thế này thì câu vẫn có cá chú hả? Hay là ít hơn mọi hôm không? Ý thơ hình nóng nó mới nhiều, nóng ấm trời nóng mới nhiều. Nóng ấm mới vô nhiều. À, trời nắng nóng ấm thì mới vô nhiều. Dạ. Yeah. Nhưng mà mùa này cũng là mùa hè mà chú Sang. Mùa hè mà năm nay cá ít á, năm ngoái mình được cắn đục cá chứ đi nhiều lắm, câu quá trời luôn, cá nhiều nhiều hết. Năm nay con nó bay nó đi hết trơn, nó biến đâu trời hết. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi cảm ơn chú Sang cái cuộc trò chuyện ngắn hôm nay. Chúc chú Sang một buổi tối thật là vui vẻ. Dạ. Rồi cháu chào chú, cho phép chú lấy cái này. Chào. Các bạn ơi, Phi thấy cái cần này nó giật nè các bạn. Ông chú này ông cột cái cần để yên đó. Cái cần nó giật kìa các bạn, nó đang có câu ở dưới á. Để Phi thử nha, để Phi thử, Phi kéo lên thử nha. Các bạn, để Phi kéo lên thử nha. Úi da, lần đầu tiên trong đời câu cá đó các bạn. Mình chỉ biết làm như thế này thôi. Hay là câu cá của Phi á. Ôi, nó căng nha, nó căng. Chết rồi, con nè dưới đây nè. A Di Đà Phật. Con gì dưới này nè, hả? Để Phi coi thử nó là con gì ở dưới. Ôi, nó chuẩn chưa lên. Dạ. Ôi vậy đó hả? Đúng là cháu câu cá không có chuyên nghiệp nè, thấy không? Ai mà đi kéo như vậy? Các bạn, ai mà câu cá như Phi vậy nè. Thôi lỡ rồi, lên luôn đi. Thôi con này chú cho cháu đi. Có cá hả? Có, nó nặng lắm. Sáu sống mà. Sáu kìa tới rồi. Con gì vậy? Ủa? Tài cá. Đâu có đâu. Ủa, xe gì? Không có. Xe gì nè? Sáu sống đó, không cá. Sống giống vậy, nhưng mà nó giật giật vậy nè. Sống đó chị ơi. Sống đó. Nó khi nào cá nó ăn nó giật, cái giật bằng vậy nè. Ồ, vậy đó hả? Ồ, đúng là mình câu cá không chuyên nghiệp. Cảm ơn chú Sang. Thôi may quá không dính con nào. Ôi chào chú.